Phần Lan có một thứ được gọi là läroplikt hoặc là giáo dục bắt buộc. Điều này có nghĩa là tất cả trẻ em ở Phần Lan đều phải học những gì được quyết định bởi luật pháp của Phần Lan. Để ý đến việc học của các em là trách nhiệm của các bậc phụ huynh cũng như là cha mẹ và cách đơn giản nhất để đảm bảo là cho các em đến trường. Đi học ở Phần Lan là hoàn toàn miễn phí. Ở Phần Lan, các em bắt đầu đi first school hoặc là mầm non khi tròn 6 tuổi. Các em sẽ ở đó 1 năm. Sau đó là bắt đầu học lågstadiet, tức là tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 6. Trường tiểu học ở đây sẽ học mất 6 năm. Sau khi học xong tiểu học thì đến högstadiet, còn được gọi là trung học. Các em sẽ học từ lớp 7 cho đến lớp 9, tức là 3 năm. Có thể học thêm 1 năm nếu các em có nhu cầu. Và đây là giáo dục cơ bản ở Phần Lan. Khi các em đến tuổi đi học thì điều quan trọng nhất là phải nhớ đi đăng ký cho các em. Điều này có thể được thực hiện qua mạng trên trang web của thành phố. Hàng năm cũng có những dịp mà các bậc phụ huynh có thể nhận được sự giúp đỡ để đi đăng ký cho con của mình. Thành phố Narpes được chia thành các khu vực trường học khác nhau. Địa chỉ mà bạn đang sống sẽ quyết định rằng con của bạn sẽ đi học ở trường nào. Ví dụ, nếu bạn sống ở Nesby, con bạn sẽ học ở trường Musebakke. Hoặc nếu bạn sống ở Itamak, con bạn sẽ tự động thuộc về trường Itamak. Nếu vì lý do nào đó mà bạn muốn chuyển trường cho con mình, bạn cần phải làm một đơn yêu cầu ngay khi bạn đi đăng ký cho con. Khi đó, điều quan trọng cần nhớ là con của bạn sẽ mất đi quyền được đưa đón đi học bằng xe bus. Năm học mới thường bắt đầu vào giữa tháng 8 và kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Điều quan trọng ở đây là các em nên đi học ngay từ buổi đầu tiên. Chỉ khi nào các em bị ốm thì mới nên ở nhà. Các ngày nghỉ và tuần lễ cho cả năm học đã được quyết định sẵn. Nhưng nếu các em cần nghỉ trong thời gian đi học thì phải xin phép trước. Ở lớp 1 và lớp 2, các em thường có những ngày học rất ngắn. Phụ huynh có thể gửi con mình ở trường vào buổi sáng và chiều. Ở đây các em thông qua việc chơi sẽ học được ngôn ngữ địa phương. Việc gửi các em ở trường vào buổi sáng và chiều tốn một khoản chi phí, nhưng điều này không bắt buộc. Mỗi ngày các em đều nhận được bài tập về nhà. Các bậc phụ huynh được khuyến khích rằng nên cùng tham gia và giúp đỡ. Bài tập về nhà sẽ mất khoảng 30 phút để làm. Tất cả các trường học ở Narpes đều sử dụng một phần mềm gọi là Vilma. Thông qua Vilma, giáo viên và phụ huynh có thể dễ dàng giữ liên lạc với nhau. Đăng nhập vào Vilma nhiều lần một tuần là rất quan trọng để tránh bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Vào cuối năm học, các em sẽ nhận được bảng điểm. Bảng điểm sẽ cho biết thành tích các môn học khác nhau của các em như thế nào. Thành tích được tính theo thang điểm từ 4 đến 10, trong đó 4 điểm là không đạt và 10 là điểm cao nhất. Tiếp cận điểm cao là điều rất khó, đặc biệt khi các em vẫn còn đang học ngôn ngữ. Nhưng quan trọng là các em được phát triển mạnh khỏe và cảm thấy an toàn. Nếu bạn có thắc mắc về bảng điểm, bạn có thể nói chuyện với giáo viên của các em. Trong trường có các giáo viên đặc biệt, cố vấn, nhà tâm lý học đường, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bác sĩ. Họ đều có mặt để giúp đỡ các em. Tất cả các em phải đến gặp giáo viên đặc biệt hoặc bác sĩ một vài lần xuyên suốt thời gian đi học của mình. Nhưng nếu các em muốn, các em có thể gặp họ thường xuyên hơn. Nếu như bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhà trường.